Rồi, chào các bạn, mình đúng là Phúc từ phphotoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Photoshop để chúng ta tạo cái hiệu ứng giả như là vạt nắng nó hắt lên người, đặc biệt là cho ảnh chân dung khi các bạn chụp ngoài ngoài trời chẳng hạn. Thế thì đây, các bạn có thể coi trên màn hình của chúng ta, đây là trước và đây là sau khi chúng ta làm cái hiệu ứng này. Nó khá là đơn giản nhưng mà cái hiệu quả của nó khá là ấn tượng khi mà cái cho chúng ta nhiều cái điểm nó thu hút ở hình hơn, nhất là ở phần vạt vạt nắng ở trên phần tóc này, nhìn nó cuốn hút hơn ha, cũng như là một số cái hiệu ứng high pass đảo đây nó hơi glare ra chút xíu thì đó nhìn nó ảnh nó mềm mềm mượt hơn ha. Rồi, ok, chúng ta vào. Rồi, stop này của bạn Ngọc Long, các bạn có thể tải phía dưới phần description, phần mô tả hoặc là ở dưới phần comment thì mình cũng sẽ để link cho các bạn tải cái này. Thì nó sẽ dẫn các bạn qua bên fanpage á. Rồi, nếu như là lần đầu các bạn coi video của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký và nhấn nút like. Và nếu được ủng hộ nhẹ hơn chút xíu, các bạn có thể, nếu các bạn thấy được cái video này mình đăng ở trên những cái group này chẳng hạn vậy, vui lòng comment bất kỳ một cái gì đó cũng được để cho nó đẩy bài lên. Ok, được rồi, hình này hình của chúng ta ha, và mình sẽ tắt này đi và mình mở lại từ đầu, bởi vì file này là file file nó sẽ là file raw. Và đây mình mở hình đây, thì đây chúng ta có cái hình của bạn Ngọc Long chụp bằng 5D Mark 3 ha, 5D Mark 3 và lens 135. Ok, thì rồi, bây giờ các bạn, nếu các bạn muốn giả lập theo này thì nếu được chúng ta hãy chụp vào trong cái khoảng thời gian trong khoảng cỡ 7 giờ 8 giờ sáng, 6 giờ tới 8 giờ sáng, hoặc là buổi chiều từ khoảng cỡ 4 giờ tới 6 giờ chiều thì chúng ta sẽ có cái ánh nắng nó hơi vạt xuống chút xíu ha. Tất nhiên là từ hình gốc chúng ta có một cái cơ sở chúng ta làm. Thì đây có thể thấy là ở phần vạt nắng này nè, để cho cái ánh nắng nó hắt vô á thì chúng ta có chỗ để chúng ta tạo hiệu ứng nó phát sáng cái phần vạt nắng nó vô ha. Rồi, đầu tiên hình này để cho vạt nắng thì mình sẽ tăng cái temperature lên tí xíu thôi, tại vì mình thấy ở đây cái màu của cái ảnh nó đang hơi lạnh. Mình tăng lên chút xíu, mình có thể lên 6.2 chẳng hạn vậy. Rồi, exposure contrast, tăng contrast nhẹ lên. Highlight giảm, shadow tăng để cho nó lên nhiều chi tiết hơn chút xíu. Texture, cái thanh này nó mới, nếu như các bạn nào sử dụng cái Photoshop Raw phiên bản cũ thì không có đâu. Clarity mình giảm nhẹ đi hay mình tăng nhẹ, và vibrance mình tăng lên để cho cái màu nó nổi bật hơn lên. Tiếp theo các bạn sẽ sang phần detail để chúng ta tăng cái sharpening, tăng masking, tăng noise reduction để chúng ta làm nét cũng như là khử nhiễu đi. Vibrance thì hồi nãy mình đã tăng lên để tăng cái màu rồi ha. Mình chỉ cần xử lý đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ vào ngay ở trong hình của chúng ta ha. Sau khi mở rồi chúng ta sẽ open image, và ở trong hình này chúng ta sẽ, các bạn có thể thấy là khi chúng ta kéo cái temperature chúng ta tăng vàng lên chút xíu, cũng như là tăng những cái thông số như nãy mình làm đó, thì các bạn có thể thấy là màu ở phần vạt tóc này nó cũng tương đối vàng lên rồi. Thì công việc của chúng ta là làm cho nó nổi bật hơn thôi. Mình sẽ tạo bằng một cái phần sử dụng cái curve. Đây, mình sẽ tạo cái curve. Các bạn có thể vào trong phần layer, chọn new layer, new adjustment layer, và các bạn chọn curve. Ở đây thì ok rồi, mình sẽ bóc cái này ra ngoài cho các bạn dễ thấy. Rồi, phần vạt nắng nè, vạt nắng thì nó phải sáng lên chút xíu đúng không, hơi sáng lên chút xíu thôi. Các bạn để ý phần vạt nắng này nha, còn những phần khác chúng ta không để ý. Mình muốn tăng vàng lên và nó hơi chuyển sang cam chút xíu. Tăng vàng chuyển sang cam, mình sẽ thêm màu vàng và thêm màu đỏ vào trong hình này thì nó sẽ lên màu cam đúng không. Rồi, màu vàng thì nó sẽ ở đảo ngược với màu blue ở trong cái curve này, cho nên mình sẽ giảm blue đi chút xíu. Các bạn có thể thấy là phần A few moments later. Rồi, sau khi mình giảm vàng, mình giảm blue đi thì lập tức cái phần màu vàng nó sẽ vạt lên ha. Tiếp theo nữa phần red thì mình sẽ tăng red lên. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có cái kết quả là nó lên cái màu cam của chúng ta khá là đẹp. Đó, khá là rực, các bạn có thể để ý ở phần tóc thôi, nhìn tóc thôi. Rồi. Sau khi ok rồi thì mình sẽ để lại ở phần đây. Rồi, chúng ta thu nhỏ vô. Thì các bạn có thể thấy là phần vạt tóc nó khá là ok này. Bây giờ mình sẽ đảo ngược cái màu của cái curve này lại bằng Ctrl-I, Ctrl-I ngắn đó, hoặc trên MacBook là Command-I, I ngắn. Và chúng ta sẽ sử dụng cái lasso tool này. Mình sẽ bôi ở phần tóc này, bôi nhẹ ở phần tóc này thôi. Đó, bôi nhẹ và hơi một chút bên phần tay. Đó, lên vài thôi. Thì mình sẽ có một cái vùng như thế này. Các bạn bấm chuột phải chọn Feather. Và đây các bạn có thể để 300, 400 tùy theo kích thước của hình của chúng ta, nhưng mà đại khái là để cho nó mịn lại. Và ở đây mình sẽ
fill một cái màu trắng lên. Các bạn thể sử dụng ở cái pen pocket tool màu trắng, các bạn đổ lên đây cũng được đó, hoặc là các bạn bấm Ctrl Y đảo ngược vào màu lại thì nó sẽ thành ra màu vàng. Thì có thể thấy là đây, cái phần màu vàng ta đã nổi bật lên rồi và nó ra là cái vệt nắng khá là đẹp đúng không? Tiếp theo nữa thì có thể là mình sẽ làm cho nó hơi có một cái hiệu ứng về phần ánh sáng các thứ đồ cho nó ổn níu xíu, rồi chúng ta mới làm tới hiệu ứng màu sắc ha. Phần ánh sáng thì ở phần màu mặt này, phần mặt này thì mình muốn cho nó sáng lên chút xíu, mình cũng sẽ bôi, cũng sử dụng lasso tool thôi. Và đó mình bấm chuột phải chọn filter và có thể là để 400 chẳng hạn, vậy hình này khá là lớn cho nên mình để cao lên chút xíu. Ở phần curve thì mình sẽ tạo cái curve tăng sáng nhẹ lên ha, phần tăng sáng nhẹ lên cho phần vùng mặt này đó, thì có thể thấy là phần mặt của chúng ta đã sáng hơn rồi. Phần đây thì mình sẽ rồi phần mặt mình đã sáng hơn rồi. Tiếp theo ở bên bên phần màu lá thì mình muốn cho phần bên này nó hơi có cái contrast chút xíu, nó hơi đậm, nó hơi tối lại chút xíu ha. Filter cũng 400 luôn, thì mình sẽ dùng cái curve, cũng là curve. Đây mình sẽ sử dụng curve, mình tăng nhẹ lên nhưng mà giảm đi nhiều nhiều chút xíu để cho nó, để cho cái phần người của chúng ta nó nổi bật hơn ha. Đó, phần lá nó nhẹ đi. Rồi, sau khi xong rồi thì mình sẽ chỉnh về phần màu sắc. Màu sắc thì mình sẽ sử dụng cái Selective Color. Các bạn vào Layer, New Adjustment Layer và sử dụng là Selective Color. Ở phần này á, thì phần màu, đặc biệt là phần màu xanh lá cây thì mình muốn nó sáng hơn chút xíu. Đây mình sẽ giảm cái black đi, giảm màu đen ở trong cái phần xanh lá cây thì để cho cái xanh xanh lá cây chúng ta nó nhẹ nhàng, nó mượt lại. Yellow mình sẽ giảm hết đi. Magenta thì có thể là mình sẽ tăng giảm nhẹ đi chút xíu. Thì đây các bạn thể thấy là cái phần màu xanh lá cây của chúng ta này, đó nó nhẹ lại rồi ha. Tiếp theo phần màu xanh lá cây có thể mình sẽ chuyển nó sang cái phần hơi màu, gọi là hơi 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 sang phần cyan chút xíu. Mình sẽ sử dụng Hue Saturation, chọn cái khu vực màu xanh lá cây ha, xanh lá cây, mở rộng ra nhẹ, mở rộng ra chút xíu, mở rộng ra. Rồi ở đây mình sẽ chuyển nó sang hơi màu cyan chút xíu. Đó, cho màu nó mát hơn, nó mát mắt hơn. Tại vì ở khu vực các bạn coi tút nhiều mình, các bạn biết rồi mà, mình luôn luôn thích cái sự cân bằng. Ở phần hồi nãy thì mình đã tăng cái phần màu vàng lên rồi. Thì bên này những cái phần màu xanh lá cây mình, chúng ta không nên sử dụng màu vàng nhiều nữa để cho nó cân bằng cái màu lại đúng không? Có nóng thì có lạnh. Đó. Rồi ở phần màu xanh lá cây như vậy là mình kéo nhẹ như vậy là mình cảm thấy nó khá là ok. Đâu rồi? Green này. Đó, mình mở rộng khu vực này chút xíu và mình tăng lên cái phần lightness, có thể là mình tăng lên chút xíu để cho màu của chúng ta nó sáng hơn lên. Đó thì chúng ta sẽ có cái màu xanh lá cây cuối cùng như thế này sau hai bước. Đó, đây là màu xanh lá cây gốc này và đây là màu xanh lá cây sau hai cái layer mình làm. Rồi, sau khi xong rồi có thể là mình chạy ra nhẹ ở phần bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng ha, tạo hiệu ứng. Đầu tiên là chạy ra nhẹ ở trên phần mặt của người mẫu và tiếp theo ta làm cái high pass đảo. Chạy ra thì mình sẽ sử dụng cái Emanomic Portrayer. Mình chọn đại cái số 2 hoặc là medium các thứ rồi thôi. Đó, medium đi. Rồi ở medium này thì mình sẽ chọn đại cái preset medium. Và đây chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này. Mình để mình xem mình có thể rồi mình sẽ để nguyên ở phần tóc vậy luôn, nhìn cho nó mượt ha. Mình sẽ không cần phải đảo quá nhiều. Ở phần curve này có thể là mình sẽ chỉnh lại chút xíu. Tại vì các bạn lại thấy là đây phần curve mình muốn cho nó sáng hơn. Mình muốn cho nó sáng hơn chút xíu lên. Mình muốn cho nó sáng hơn chút xíu lên. Red có thể là mình cũng sẽ tăng nhẹ lên. Để ta có một cái màu cam nó đậm hơn. Đó. Thì sau khi xem rồi các bạn có thể thấy là nó hơi lan ra quá nhiều cho nên là mình muốn cho nó có cái phần sáng tối chút xíu. Cho nên cái phần curve này thì mình muốn chỉ nó vào cái phần sáng thôi, phần tối mình bóc bớt đi. Thì mình sẽ click đôi vào trong cái layer curve của phần tóc này. Đã chỉnh màu tóc, cái click chuột phải chọn blending option cũng được. Sau đó các bạn ở phần blend if các bạn đè phím alternate hoặc là phím option ở trên Mac alternate ha. Chúng ta kéo nhẹ lên, đây mình sẽ bôi lên, đưa 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 qua đây cho các bạn sẽ thấy cái phần màu đen nó sẽ bớt ở phần màu đen đi mà nó chỉ ảnh hưởng vào phần màu sáng thôi. Đó, chúng ta click ok. Rồi sau khi xong rồi chúng ta sẽ có cái phần kết quả nó kiểu như thế này, khá là ấn tượng đúng không? Đó, khá là khác rồi đó. Rồi, quay lại với phần hiệu ứng, hồi nãy là mình mới chạy ra rồi thì bây giờ mình sẽ làm cho cái phần tạo cái high pass đảo. Mình sẽ gom hết lại bằng phím Ctrl Alternate Shift E. Mình sẽ tạo một cái layer mới. Đây, tạo layer mới ha, Ctrl Alternate Shift E hoặc là trên MacBook là Command Option Shift E.
và các bạn sẽ vào filter, order chọn high pass thì đây mình sẽ tăng nhẹ lên, các bạn muốn để nhiều cũng được, như mình muốn cho nó hơi clear mạnh lên chút xíu thì mình có thể để 13 đi. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm Ctrl Y ngắn ha, Ctrl Y ngắn để đảo ngược lại, sau đó chúng ta sẽ chọn soft light thì các bạn sẽ thấy có cái hiệu ứng kiểu như này đó, khá là mềm mượt đúng không. Mình sẽ tạo cái layer mask cho cái layer high pass đảo này, sử dụng cái brush màu đen hoặc là cũng xài cái lasso tool như hồi nãy giờ thôi. Brush, mình sẽ bôi vào phần tóc này, đừng để nó quá nhiều phần tóc, rồi ok để vài 400. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng màu đen, đổ đây cái đó thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng vào phần mặt của chúng ta ha, nó chỉ ở phần vào phần màu lá thôi. Các bạn để ý này, đây là trước này, đây là sau này, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau, thấy không, nó nhẹ nhàng hơn, nó mịn mà hơn và nó sẽ ok hơn. Rồi ở phần hình hình này tạm thời mình cảm thấy khá là ổn ha, khá là ổn. Tuy nhiên có vấn đề là mình cảm thấy nó chưa có thực sự ấn tượng lắm về phần ánh sáng các thứ đâu, cho nên là mình sẽ tăng tăng sáng nhẹ ở phần khu vực người mẫu lên nữa. Mình sẽ tăng sáng nhẹ lên ha, mình cũng sẽ sử dụng curve để mình tăng sáng lên nhẹ thôi, nhẹ thôi. Rồi rồi tiếp theo về phần màu sắc, mình cảm thấy nó chưa đủ, mình cảm thấy chưa đủ màu sắc, cho nên mình sẽ sử dụng cái selective color để mình tăng màu sắc ha. Layer này, nếu trước mình layer chọn selective color, phần nào thì mình sẽ tăng cái màu của phần đó, ví dụ màu từ trên xuống dưới phần red này, đưa qua đây cho các bạn dễ nhìn. Màu red thì mình sẽ giảm cái cyan đi để tăng cái màu red lên, nhưng mà giảm nhẹ thôi. Yellow thì mình sẽ tăng cái yellow lên đó, thì các bạn sẽ thấy cái phần màu vàng nó ấn tượng hơn đúng không. Green thì mình sẽ giảm cái magenta đi để màu green ta nó nổi bật hơn. Cyan ở trong này không có đó, cho thứ mình cảm thấy vậy là ổn rồi, mình sẽ cho nó lại bên này. Thì đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Có thể thấy là hình chúng ta nó khá ổn hiện tại rồi. Phần này có thể là mình sẽ tăng contrast lên một chút xíu nữa thôi, tăng contrast lên chút xíu để hình của nó ok hơn. Rồi sau khi xong rồi thì mình cảm thấy nó chưa thực sự thật cho lắm, khi mà các bạn thể thấy là phần ánh sáng của chúng ta, phần vạt nắng lên nó rất là mạnh, nhưng mà chúng ta không hề thấy một ánh nắng nào cả, cho nên mình sẽ tạo một cái ánh nắng. Mình sẽ Command Shift N, Command Shift N để chúng ta tạo một cái layer mới. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cái Gradient Tool ha, Gradient Tool chữ G đó, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái phần màu vàng. Các bạn có thể sử dụng cái đó, mình sẽ pick đại cái màu gần gần đây này, rồi đó mình sẽ bôi nhẹ ra đây chút xíu đó, rồi mình sẽ để là Supply. Supply khá ổn, và giảm opacity đi, giảm opacity đi, mình để 30% chẳng hạn vậy đó, mình cảm thấy khá ok rồi. Rồi thì đây là kết quả cuối cùng của chúng ta sau khi chúng ta làm cái hiệu ứng này. Các bạn có thể thấy là nó khá ổn đúng không? Đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Tất nhiên các bạn có thể thêm mắm, thêm muối các thứ đồ, nhưng mà chủ yếu là phần vạt nắng ha, cái chính của ta trong cái tút này là phần vạt nắng, thì nó sẽ trở nên ấn tượng hơn rất là nhiều. Và đó là một cái cách, một trong những cách khá là đơn giản, các bạn thể liquify hơn, liquify thêm cho có phần bắp tay chẳng hạn vậy, rồi mặt mũi cái thứ đồ các bạn thể chỉnh thêm ha. Thì đó là toàn bộ video này ha, và tất cả cái thông số mình dùng trong này các bạn đừng có cần phải theo chính xác, ví dụ high pass để 13 thì các bạn để 13 không cần ha, các bạn thể tự linh hoạt theo cái ý thích của các bạn và phù hợp với hình của các bạn hơn. Thì đó là toàn bộ video này. Nếu các bạn thích video này đừng quên subscribe cho mình, nhấn nút like, share cho bạn bè. Và ok, nếu các bạn thích video sau mình, các bạn muốn mình làm vấn đề gì, hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Bye bye, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, tại về phòng số chấm khó.